Shop áo may.com, shop áo thun Minecraft, giao hàng toàn quốc, chất lượng, uy tín, giá chỉ 99 nghìn. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lọc Su Taki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Bi Salmon. Ở tập trước á, thì mình cũng đã tìm được Pokemon cuối cùng trong bộ ba thời tiết á, đó chính là Pokemon Kyori này. Đây là một chú cá voi và còn có thể trở thành dạng nguyên thủy giống như Groudon vậy đó. Và mình cần phải có những cái Blue Shard được cầu từ cái Super Rod nè. Và giờ thì mình sẽ đặt nó xuống dưới đây nhé, để tạo thành một cái blue orb hoàn chỉnh thôi. Đặt xuống khoảng 10 cái các bạn ơi. Và giờ thì cái này nó đã phát sáng, mình có thể đập ra một cái giống như vậy đó, và nhận được một cái blue orb. Bây giờ thì mình sẽ triệu hồi Kyori ra thêm một lần nữa nhé, để mình bắt đầu cái quá trình cho máy trở thành dạng nguyên thủy luôn thôi. Đây nè, trở thành dạng nguyên thủy nha Kyori. Kyori nguyên thủy thì chắc sẽ rất là mạnh cho xem á, giống như Groudon vậy đó các bạn ơi. Về dạng nguyên thủy một cái, vừa đẹp mà vừa mạnh nữa. Đó, trở thành dạng nguyên thủy rồi. Và hình như em... Kyori còn có một cái kỹ năng khác nữa các bạn ơi. Và kỹ năng này được mang tên là Rain Dance. Điệu nhảy mưa hả? Và cái dạng này thì mình sẽ sử dụng em ấy vào lúc chiến đấu nhá. Chẳng hạn như bây giờ mình triệu hồi thì em ấy chưa thành dạng nguyên thủy đâu, nhưng mà khi khiêu chiến với em hút nè, nó là lập tức trở thành dạng nguyên thủy rồi. Nhưng mà lúc về thì mình chưa có kịp hồi máu cho em Kyori á, nên giờ thì chắc mình sẽ vô trong chị y tá để hồi máu cho em ấy luôn thôi. Và hôm nay thì không chỉ có một mình đâu, mà còn có thêm một tài khoản khác của mình nữa nè, để phục vụ cho công việc chính của ngày hôm nay á. Nhưng mà trước tiên thì hồi máu cho cái em Kyori nhà mình trước đi. Nhờ chị y tá giúp một cái nha. Rồi, và lý do mình có thêm một tài khoản trong đây á, là để mình tiến hành cái công việc trao đổi Pokemon. Vì trong đây á, chúng ta cần phải trao đổi một số Pokemon thì em ấy mới có thể tiến hóa được á. Giờ thì mình sẽ cắt cái quả này vô trong này đi. Tạm thời cắt vô trong một cái nhá, cắt mấy cái này luôn. Rồi sau đó bắt đầu chế tạo thôi. Muốn trao đổi được thì mình cần phải có một cái trade machine nhá. Và một cái trade machine á, thì chúng ta cần phải có rất là nhiều những cái aluminum plate nè các bạn ơi. Cà cá luôn á, mà trong thùng của mình hình như còn có một à, cái này thì còn 11 nữa. Không biết bên cái nhà chính của mình nó còn những cái aluminum không nữa, hy vọng là còn á, để mình còn chế tạo nữa. Cái này thì cần khoảng tầm 20 mấy chắc là đủ á các bạn ơi. Thôi toàn rồi các bạn ơi. Mình còn có cái này là 11, cái này 5 nữa là 16 thôi. Không biết trong cái rương của mình còn không ta. Hy vọng trong rương của mình còn đi. Hy vọng là còn. Ở đây nè, hên quá. Trong rương của mình vẫn còn, nhưng mà mình còn thiếu cái cây hammer để mình có thể đập ra. Đây rồi. Giờ thì mình sẽ trở lại cái nhà của chị y tá. Rồi sau đó bắt đầu công việc mà mình cảm thấy rất là cực nhọc luôn, y như tập gym ấy đó. Đó chính là đập những cái aluminum thành aluminum plate nhá. Ok, để bây giờ mình sẽ chịu khó ngồi đây đập một tí. Đến khi nào mà đủ số lượng á, thì mình sẽ trở lại với công việc chế tạo nhá. Nếu như mình đếm không lầm á, thì để làm được một cái tray machine thì mình cần phải có khoảng 21 cái aluminum plate các bạn ơi. Và đây chính là cái 21 nè. Xong rồi đó, hết phải cực nhọc đập rồi. Và cắt cái này vô trong đi. Cái đến á, thì mình cần phải chuẩn bị thêm một ít cái tấm thủy tinh nè. Tấm thủy tinh ở đây mình có. Rồi cái đến là một cái bóng Pokemon thường. Ủa, cái này thì rẻ nè. Bóng Pokemon thường có luôn nhá. Thì cần khoảng 2 cái, tại vì mình cần phải có một cái bên trái nè, một cái bên phải. Và cần thêm 4 redstone nữa để làm cái phần tray panel. 4 redstone đúng không? Rồi, đã đầy đủ những thứ cần thiết rồi nè. Bây giờ thì chỉ cần cho vô bàn chế tạo, ấn nhanh vào cái, được cái tray minitor nè. Cái đến là cái bên trái. Rồi chuyển sang một cái bên phải. Và cuối cùng là một cái tray panel. Xong. Mình đã có được 4 bộ phận rồi. Giờ thì mình chỉ cần ghép lại thôi các bạn ơi, theo hình giống như vậy nè. Không, ngược lại à. Đó, gì mới đúng. Vậy là mình đã có được một cái tray machine rồi. Và cái đến đó mình sẽ chọn khu vực để trao đổi nhá. Để coi chỗ nào thích hợp để mình trao đổi đây ta. Ui, wow, chỗ này lý tưởng nè. Mình sẽ mở ra cho nó rộng một xíu nhé. Mình sẽ làm khu vực này đi, vì nó sẽ kế bên cái nhà của mình luôn á. Rồi đặt nó xuống đây một cái. Đó, các bạn thấy hệ thống trao đổi này như thế nào. Có một cái bên trái nè, một cái bên phải nè. Công việc của mình đó là cho một Pokemon bất kỳ vào trong đây, và mình sẽ lấy tài khoản thứ hai của mình đó, cho một Pokemon bất kỳ vào đây. Thì mình sẽ bấm sẵn sàng một cái và trao đổi thôi. Và khi quá trình trao đổi nó diễn ra thì một số em Pokemon sẽ bắt đầu tiến hóa lên đó. Tiêu biểu như là em Scissor của mình nè, em này thì không thể nào luyện level để cho tiến hóa đâu, mà mình cần phải trao đổi các bạn ơi. Và trước khi trao đổi thì mình sẽ sắp xếp lại Pokemon đó, cũng như là đưa bớt một vài em không cần thiết vào bên trong lại. Ở tập trước thì mình đã bắt được một trong 3 em Pokemon ao hồ rồi nè, đó chính là em Azep rồi các bạn ơi. Còn em Manaphy này không có phải là trong một ba ao hồ á, mình bị nhầm rồi. Sorry các bạn vì sự nhầm lẫn đó nha. Bên cạnh đó thì mình cũng đã cho Kyurem kết hợp với một em Zekrom nữa để tạo thành một em Kyurem đen này các bạn ơi, cực kỳ ngầu luôn đó nha. Và tạm thời thì mình cứ để hai em này kết hợp đi để nhìn cho nó gọn hơn, đỡ chó một ô Pokemon của mình á. Rồi, và em Blaziken này thì một xíu thì mình sẽ tiến hóa Mega sau. Mình có viên đá tiến hóa Mega của em ý rồi. Kyori thì cũng vô trong đi. Rồi, em Pokemon đầu tiên là em Scizor nè. Hình như còn một em rắn đá nữa. Đúng rồi, em Onix này cũng có thể tiến hóa bằng việc trao đổi nè. Và cái đến nữa đó là em Houter các bạn ơi. Houter thì mình cần phải trao đổi thì mới có thể tiến hóa được á. Rồi, và nếu tiến hóa thì chúng ta cần phải có một vài cái nguyên liệu kèm theo nữa. Em Scissor thì khi tiến hóa thì chúng ta cần phải có một cái loại vật phẩm được mang tên là đây nè, Metal Cord các bạn ơi. Em Onix hình như cũng cần nữa hay sao á. Giờ mình sẽ trang bị vô luôn cho hai em ấy nhá. Rồi trang bị vào thì cái quá trình tiến hóa nó mới diễn ra dễ dàng hơn được. Rồi sắp xếp lại con đồ một tí cho nó gọn gàng hơn nè. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái tài khoản thứ hai của mình nó chạy qua đây một cái nhá, để mình bắt đầu cái công việc trao đổi thôi các bạn ơi. Rồi, mình đã điều khiển tài khoản thứ hai của mình chạy lại đây rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu công việc trao đổi nè. Mình sẽ tạm thời cho em nào tiến hóa trước ta. Em Onix đi. Onix mới cấp 11 nè. Và bên đây thì mình sẽ cho một em Pokemon bất kỳ nhá. Mình có gửi qua bên tài khoản thứ hai của mình một ít cái Deep Bone đó để mình bắt mấy em Pokemon hệ nước cho nó dễ. Và bây giờ thì mình sẽ cho tài khoản thứ hai của mình sẵn sàng nè. Và tài khoản chính của mình đang trao đổi, mình sẽ sẵn sàng một cái. Đó, các bạn có thấy hai chữ sẵn sàng hiện lên chưa? Và bây giờ chúng ta có thể bắt đầu quá trình trao đổi nè. Chuẩn bị, Onix sẽ được thay thế bằng em Pokemon cấp 9 này. Đó, và bên tài khoản thứ hai của mình đã bắt đầu tiến hóa rồi kìa. Onix nhà ta sẽ chuẩn bị tiến hóa trở thành trở thành đó chính là em Steel. Này là mình nhớ làm là cái em tên là Steelix các bạn ơi. Nhìn nhé, cực kỳ ngầu luôn á. Đã vậy còn có thể tiến hóa Mega nữa cơ. Chưa, để mình vô đây, mình lấy một cái viên đá tiến hóa Mega. Mình gửi qua tài khoản thứ hai của mình nhá. Để coi, đây nè, Steelix sai nè. Đây là viên đá Mega của em ấy, cũng như là một viên Mega cho em em Houter. Em Houter tiến hóa Mega là sẽ trở thành Gengar các bạn ơi. Đúng không ta? Ừ, hình như vậy á. Rồi, đã cất em Steelix vào trong rồi. Giờ thì tiếp tục trao đổi thôi. Cái đến thì mình sẽ cho em Houter đi. Houter cũng cần được tiến hóa đó. Và bên đây thì mình cũng sẽ sẵn sàng cái quá trình trao đổi nhá. Đây, sẵn sàng nè. Bên đây thì chúng ta cũng sẵn sàng thôi. Bắt đầu trao đổi và chuẩn bị Houter cũng tiến hóa đây. Nó chớp cam rồi kìa. Houter nhà mình sẽ chuẩn bị tiến hóa và trở thành một em Pokemon mang tên là Gengar. Khi tiến hóa lên thì đã có chân tay hoàn chỉnh cái này các bạn ơi. Và nhìn gương mặt kìa, lúc nào cũng nở nụ cười nham hiểm hết trơn á. Có thể tiến hóa Mega một tí thì mình sẽ biểu diễn tiến hóa Mega hết cho mấy em đó nha. Giờ thì mình sẽ cho tài khoản thứ hai của mình cất mấy em Pokemon này vô để tiếp tục trao đổi thôi. Rồi, và mình đã cất em Gengar vào trong rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ trao đổi em cuối cùng, cũng là em mình đang rất là mong chờ nè. Đó chính là em Scissor. Đây mình sẽ sẵn sàng nha. Và bên kia cũng sẵn sàng luôn. Bắt đầu quá trình trao đổi để tiến hóa Scissor thôi. Scissor của mình khi tiến hóa sẽ trở thành một em Pokemon hình như mình nhớ không lầm, nó là màu đỏ thì phải, tại vì lúc xuống Ultra Beast đó mình đã từng gặp rồi. Và đó chính là em Scizor các bạn ơi. Giờ thì cưỡi được chưa nè? À quên, nhầm. Cái này là của tài khoản thứ hai của mình mà. Một xíu mình sẽ đổi lại nhá. Và như vậy thì mới một tí xíu thôi, mình đã cho tiến hóa 3 em Pokemon rồi. Đó chính là em Scizor nè, rồi em Steelix cũng như là em Gengar. Nhưng mà bây giờ thì đang thuộc sở hữu của tài khoản thứ hai, nên mình sẽ bắt đầu đổi lại mấy em Pokemon này với tài khoản thứ hai để mình có thể tiến hóa Mega nhá. Xong rồi các bạn ơi. Mình đã đổi lại rồi và bây giờ thì mấy em này đã thuộc quyền sở hữu của mình. Ê, nhưng mà khoan. Ê, trả lại cái kia cái đã. Mình còn thiếu cái chiến đấu Mega của em Gengar. Nè, trả lại cái nè. Rồi, nhặt vô thôi các bạn ơi. Điều khiển nhân vật có ghê á. Trang bị đá Mega vô để có thể tiến hóa. Rồi, giờ thì mình sẽ tiến hóa trước mà cho em Scizor nhá. Đây Scizor của mình nè. Khi tiến hóa Mega lên thì em ấy sẽ trông rất là gầu đó. Gengar cũng vậy nhá. Tiến hóa Mega lên đi. Và Steelix là em Pokemon cuối cùng cần được tiến hóa Mega. Đó, Scizor Mega của mình nè. Còn đây là Gengar Mega. Và cuối cùng là Steelix Mega nhá. Có cái vòng ở xung quanh nè, rất là đẹp luôn. Thử em Scizor trước đi. Scizor cho cưỡi không? Scizor khi tiến hóa Mega không cho cưỡi luôn các bạn ơi. Nhưng mà các bạn thấy phần càng không? Phần càng của mấy nhìn rất là đẹp luôn á. Em Gengar thì sao? Ui, Gengar thì cho cưỡi nè, rất là nhanh luôn. Ủa? Không. Cái này là em Steelix mà. Nhầm rồi, em Gengar đây nè. Gengar cho cưỡi không? Không, Gengar không cho cưỡi, nhưng mà tiến hóa Mega nhìn đẹp ghê ha. Ở trên trán nó có cái vòng giống như là cái vòng của em Hobay đó mà phiên bản nhỏ các bạn ơi. Nói chung thì ba em Pokemon nào em nào mình cũng thấy đẹp hết á. Và các bạn còn biết em Pokemon nào còn có thể tiến hóa Mega bằng cách trao đổi trong vàng Pokemon của mình á thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Mình sẽ xem coi em nào mà mình có thì mình sẽ cố gắng tiến hóa Mega hết cho các bạn xem luôn. Ở đây mình còn rất là nhiều Pokemon khác nè mà mình chưa biết hết em nào có thể tiến hóa Mega nữa. Giờ thì mình chỉ mới biết được có 3 em này thôi hả. Ok, thì quá trình tiến hóa Mega đã xong. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đồ đạc rồi chúng ta cùng nhau làm công việc tiếp theo trong ngày hôm nay nhá. Sau khi tiến hóa Mega thì ít nhất cũng phải chọn kiểu hình chứ đúng không? Rồi, Scizor của mình đã có một kiểu hình. Cái đến là Steelix nè. Ê, khoan, đi xuống chụp hình cái. Chụp hình, nó có hình của Steelix luôn rồi. Vô trong đi em ơi, và cuối cùng là Gengar nè. Ui, à, ở đây có một con Gengar. Được, hai Mega Gengar thì đánh nhau, nó sẽ rất là căng thẳng đây. Rồi lại đây, Gengar ơi, khiêu chiến đi nào. Vô. Sao không khiêu chiến vậy? Ở đây rồi, bắt đầu trận chiến rồi. Ủa sao teo lại rồi? À, vì mình phải tiến hóa Mega lại hả? Vì trái khác nào? Tự hại bản thân không? Tại vì khi tiến hóa Mega thì lượt đầu mình không được tấn công trước các bạn ơi. Nó tiếc ở điểm đó, nhưng mà mình sẽ thử coi liệu có thể chống chịu được một hit không nhá. Mình sợ không á. Ồ đúng rồi, không chống chịu nổi một hit. Hơi tiếc. Tội cho mấy Pokemon của mình khi tiến hóa Mega, khi tiến hóa xong rồi á, mặc dù đã được tiến hóa Mega nhưng mà vẫn không phải đối thủ của cái con Gengar tiến hóa Mega 118 kia. Nên mình bắt buộc phải nhờ ACS giúp á. Thôi nhưng dù sao thì mình cũng đã trả thù rồi. Và mình nhặt được một cái Lure Bon nè. Ồ, cái này cũng sẽ rất là cần thiết trong thời gian sắp tới đây. Cất vô được thêm một cục kẹo nữa hả? Kẹo thì mình sẽ cho vô cái rương màu vàng này để sắp tới cho mấy Pokemon của mình ăn nhá. Rồi nhờ chị y tá chữa trị vết thương cho mấy em Pokemon vừa tiến hóa lên nhá. Và hôm nay thì mình sẽ thay đổi dàn Pokemon một xíu đi. Để coi nào, đấng sáng tạo thì vô trong nghỉ ngơi đi. Dioxid thì cũng vậy nè, Gachom thì cũng vô trong luôn. Và mình sẽ thử mang thêm một bộ ba nữa nhá. Hôm nay thì mình sẽ mang bộ ba thần thú đi. Bộ ba thần thú này mình cũng rất ít khi dùng nè. Hôm nay sẵn đó mình sẽ thử sức mạnh của bộ ba này luôn. Kèm theo đó thì mình sẽ cố gắng tìm thêm một cái Pokemon nữa để cho đủ bộ ba XYZ luôn nhá. Mình có Y dưới Z rồi các bạn ơi, còn thiếu X thôi. Cỡ lên nào. Và hôm nay để tìm được cái em X đó thì mình cần phải đến cái khu vực nếu mình nhớ không lầm thì là cái khu vực gỗ sò sẫm thì phải á. Ui nhưng mà dạng Pokemon mình không em nào biết bay hết á. Chết rồi, không em nào biết bay mà sao được. Chắc phải thay đổi một xíu thôi. Em Steelix tạm thời nhường slot em ơi. Em này còn non quá để mình luyện trong thời gian với 2 tập đi. Rồi đó mình sẽ đem em ấy vào thực chiến nhá. Hình như mình chưa có em hệ tâm linh thì phải. Cho Dioxid đi. Cho Dioxid vô trong để có... Ấy mà Dioxid làm gì mình cưỡi được ta? Không được, không được. Em nào phải biết bay cơ. Biết bay mà hãy tâm linh. Mewtwo là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý nè. Rồi Mewtwo đi cùng mình thế nào. Và mình sẽ tiến lại gần một cái khu vực gỗ sợi xám gần nhất nhà mình nhá. Để mình tìm cái em cuối cùng trong bộ ba XYZ nhá. Bay được một đoạn hình như mình gặp được thêm một em Vivillon nè các bạn ơi. Để xem coi em Vivillon này mình có chưa nhá. Vivillon chưa, em này mình chưa nè. Công nhận có nhiều em Vivillon ghê luôn á. Và mình sẽ lấy bóng chứa Pokemon ra trước cái đã. Nếu không có thì mình không có bắt được em ấy đâu. Rồi sau đó thì mình sẽ bay lên trên với Mewtwo nhá. Và sử dụng một cái Lure Bon để bắt luôn thôi. Đâu rồi ta, Vivillon. Ui em này bay xa vậy. Mới lấy cái bóng chứa không mà cái bay ra tiếp đằng này nè. Rồi và sử dụng một em này để khiêu chiến đi. Rồi phóng chúng ra nè, mới cấp 24 thôi, hầu hết mấy em này đều level 24 các bạn ơi. Và cách tốt nhất là mình dùng Lure Bon đó, tại vì trên lệch cấp khá là nhiều luôn, nên mình dùng Lure Bon sẽ dễ dàng bắt hơn rất là nhiều. Và chỉ với một cái thôi là mình đã bắt được rồi nè. Rồi đã có được em Vivillon màu xanh lá cây. Tuyệt vời, chắc mình sẽ dành riêng một cái ô máy tính đó để mình chứa mấy em Vivillon quá. Hôm nay gặp quá trời luôn á. Nhưng mà mình vẫn chưa có đến cái chỗ gần gỗ sợi sẫm các bạn ơi, để mình đi thêm một đoạn nữa nhá. Và cuối cùng thì mình cũng đã đi đến cái vùng gỗ sồi sẫm các bạn ơi. Để mình bay lượn vòng vòng khu vực này nhá. Tại vì mình biết thông tin là cái em Pokemon cuối cùng trong bộ bài EZ ở cái vùng gỗ sồi sẫm cơ. Và ở đây có cái Pokéchat nào mình sẽ thử mở luôn. Được một cái bay đây. Cái đĩa này thì có 40 điểm sức mạnh thôi. Khá là yếu luôn á. Và hình như cái em đó thì xuất hiện khoảng buổi sáng với buổi... kiểu như là hoàng hôn các bạn ơi. Nên giờ thì mình cứ qua vòng này trước đi một tí, trở lại đằng kia sau cũng được. Và phía bên này tiếp tục lại có một cái ui em chim gì đẹp vậy. Swellow cấp 37 hả. Trên lệch nhau cũng khá là cao đấy. Thử dùng Liverpool coi. Liệu rằng Liverpool có thể chinh phục được các em cấp 35 không. Thường thường thì mình bắt mấy em 20 mấy thôi à. Và vẫn bắt được. Công nhận Liverpool á, thích ghê á, bắt mấy em cấp thấp là tỷ cứu mèo luôn. Burmy. Ở đây còn có em Burmy gì nữa nè. Thôi, em này nhìn y như củ khoai di động gì đó. Rồi, mở cái này. Được một cái Rowap Berry. Lại thêm một cái loại berry mới nữa. Phía đằng kia thì có sáp A. Và đằng này là... Ý, em Pokemon. Một em Persian. Em này giống con mèo ghê á. Cái này là đúng chất mèo thiệt này các bạn ơi. Ý, được nha. Mới 35 thôi. Anh sẽ bắt em luôn mà không cần đánh nha. Mèo mà gặp anti của mình thế là đâu có dám hé đâu. Anti của mình nhìn ngầu lòi hơn nhiều. Nhưng mà cứng đầu cách mấy thì cũng phải chịu về đợi của anh thôi. Vậy là nãy giờ mình bắt được cũng thêm 3 Pokemon rồi. Mình sẽ sắp xếp ở vị trí này đi để mình dễ dàng biết hơn nhá. Rồi và để coi coi vùng này còn em Legend. Ui em chuột nhưng mà to thế. Rồi em ra TK các bạn ơi, em chuột to cực luôn á. Ui lại có thêm một em Pokemon rắn nè. Ủa cái vùng này xuất hiện nhiều Pokemon lạ ghê ha. Em này mới level 5 thôi. Chắc dùng Liverpool bắt phát chắc lượt à các bạn ơi. Đây Liverpool mình có cầm trên tay nè. Phóng ra luôn. Rồi chịu về đội của anh đi em ơi. Mới cấp 5 thôi. Lại thêm một chú rắn rồi đó. Bắt được em. Ui. Cứng đầu nha. Mới cấp 5 nhưng mà hơi cứng đầu đấy. Rồi như vậy thì ngoài cái em Abog, rắn Abog của mình á, thì mình có thêm một em Pokemon rắn mới nữa rồi. Được đó nha. Và phía bên này thì mình thấy vẫn chưa xuất hiện em Legendary nữa hết. Tại vì mình khá là ít khi qua vùng đồng bằng để tìm Pokemon Legendary luôn á. Bây giờ thì trời còn sáng hả ta. Để mình tìm xung quanh mấy khúc xong coi. Biết đâu được mình lại gặp thêm cái em Pokemon trong bộ ba ao hồ thì sao. Wow, ở đây có em ngựa nè, hình như em này hệ đất đúng không? Đúng rồi, em này em ngựa này hệ đất nè. Mình sẽ thử cho Suicune vô chặn nhá. Hy vọng là có thể farm được em này coi coi khi đánh bại em này á thì mình sẽ nhặt được những gì. Và Yến cưỡi. Được nha, được nha. Vào em đó được yên cưỡi các bạn ơi, vì mình đã có em ngựa đất đó rồi nên mình không cần phải bắt thêm đâu. Và coi coi hướng này không có cái chết nào luôn hả? Bây giờ thì muốn tìm chết thì nó lại không cho mình bất kỳ một cái chết nào luôn á. Buồn thì sợ. Ở dưới này có cái Ravine luôn nè. Dưới Ravine thì có em Houter. À, em Gastly chứ nhầm. Gastly các bạn ơi. Lure Bon. Ui, hôm nay mình lại mở thêm một cái Lure Bon như nè. Đó, sẽ tăng cái tỷ lệ mà mình bắt được em Pokemon khi mình câu cá hả? Kiểu như khi mình câu cá mình có thể câu trúng một vài em Pokemon đó. Chắc cái Lure Bon này sử dụng trong lúc câu cá các bạn ơi. Hợp lý nha. Tại vì cái gà mình cũng thỉnh thoảng sử dụng cái God Rod đó để mình câu cá. Sử dụng cái Lure Bon thì là hết sảy luôn. Bây giờ mình cũng có nghĩ nghĩa xung quanh đây coi coi có gặp thêm Pokemon Legendary nào không nữa. Nhưng mà có vẻ hôm nay hơi nhỏ các bạn ơi. Nãy giờ đi mà chưa gặp em Legendary nào luôn á. Để mình thử đi thêm một đoạn thiệt là xa nữa coi. Ở đây có cái em này mà không ra mình gặp hoài luôn nè. Cái em bay đây nè. Được, mình sẽ khiêu chiến ẻm thử nhá. Dùng em Sukun đây rồi sau đó mình sẽ dùng Liverpool để bắt luôn. Em này thì tên là Hấp Bíp. Hấp Bíp hả? Về đợi với anh đi. Ở phía dưới còn Pokemon giống như bé heo cả. Để một xíu thì được thì mình sẽ bắt nhá. Cuối cùng thì cũng gặp được một cái Master Chết rồi các bạn ơi. Thử vận may mới được. Hôm nay mình mới trao đổi cái kiểu rồi đó. Chắc nhân phẩm nó cũng em được nâng cấp lên rồi. Mong rằng sẽ cho một cái Master Ball đi. Búp. Một cái đĩa Attract. Đĩa này thì không có biến gọi điểm sức mạnh, nhưng mà tạm thời thì cứ giữ trong người đi nhá. Trong người hiện tại của mình nó có quá trời mấy cái bóng Pokemon luôn á. Đã vậy hồi nãy mình còn lỡ chụp hình xong quên đem treo nữa nè. Thành ra nó còn tốn thêm 3 ô nữa. Một tí về nhà mình phải nhớ treo lên mới được á. Đi nãy giờ thì trời cũng gần tối rồi. Mình sẽ trở lại cái vùng gỗ sồi sẫm thôi. Để mình tìm coi coi có em Pokemon X ở trong bộ ba XYZ không nhá. Mở thêm cái này. Được một cái Smog Ball. Cái bóng khối hả? Mở ra trái bóng khói gì nè các bạn ơi. Cứ giữ trước đi. Rồi giờ thì nhanh chóng bay về cái khu vực gỗ sồi sẫm thôi. Trời đã tối hẳn rồi các bạn ơi. Nhưng mà nãy giờ mình vẫn chưa có gặp được mấy cái em Pokemon mình cần tìm á. Và cái Pokemon xuất hiện ở khu vực này nó cũng khá là ít á. Lâu lâu thì gặp mấy em Reaper gần mấy chỗ đá nè. Phía dưới thì mình rất là khó luôn. Tại vì cái tán cây đây á nó hơi bị rộng á. Thành ra mình chỉ di chuyển phía trên thôi. Trên này thì có em sâu nè. Ủa. Có em chuột. Ý. Lại có thêm một sâu róm nữa nè. Sâu màu đỏ cơ. Ui ghê nha. Mình rất ít khi bắt mấy Pokemon sâu luôn á. Ui. Ở đây có em chim nữa. Mốt rau 29 thôi. Ok, đây mình bắt em này thôi, hy vọng là có thể giúp mình may mắn hơn một tí nha. Tìm em X thì chưa gặp các bạn ơi, nhưng mà lại gặp được em Pokemon Uxie rồi nè. Đây rồi, em này chính là trong bộ ba ao hồ đây nè. Ui, nhưng mà sao đang mất máu vậy? No, đừng. Phải kêu chiến nhanh thôi, em ấy đang bị mất máu. Ui, hên quá, khiêu chiến được rồi và mình sẽ tấn công em ấy nhá. Mong rằng mình có thể bắt được em Uzi luôn đi. Nếu mà bắt được thì mình sẽ có được 2 em Pokemon trong bộ ba ao hồ luôn á. Chỉ còn thiếu một em nữa thôi. Và em cuối cùng mình như là tên Most Reed thì phải á. Và mình đang kéo máu em ấy bằng kỹ năng Pawn Sweep nè. Nhưng mà có vẻ Scizor của mình còn chưa đủ khả năng để đánh one shot được mấy em Pokemon cấp cao một xíu về một máu á. Nên sắp tới mình phải cố gắng luyện cho em Scizor mình lên level cao hơn mới được. Rồi và máu của em Uzi đã khá là thấp rồi nè. Mình sẽ thử dùng một cái Deep Bone nhá. Vì đang bắt Pokemon ở dưới nước á, nên mình nghĩ dùng Deep Bone sẽ thích hợp hơn. Rồi và Scizor của mình sẽ giúp mình bắt được Uxie rồi. Tuyệt vời. Chỉ với một cái Deep Bone thôi các bạn ơi. Vậy là mình đã có được 2 Pokemon trong bộ ba ao hồ rồi. Tuyệt vời nha. Đây Uxie thì mình sẽ cho đứng ở vị trí này. Đó. Accept Uxie. Rồi cố lên. Hy vọng là mình có thể gặp được em cuối cùng trong ngày hôm nay luôn. Nhưng mà cái em X đó mình vẫn chưa gặp trong khu vực này các bạn ơi. Để thử một xíu trời sáng coi có đủ may mắn gặp không nhá. Chứ tình hình này chắc khó mà gặp em ấy đây. Như vậy thì mình đã gặp được em Darlene màu hồng rồi các bạn ơi. Được. Mình sẽ bắt nốt em này luôn nhá, để mình được 4 em Darling 4 mùa luôn á. Rồi và tấn công bằng kỹ năng Pawn Sweep đi, để cái em này về 1 máu. Rồi sau đó mình chỉ cần đơn giản sử dụng một cái bóng chứa và bắt em này luôn thôi. Kệ, chưa gặp được em Pokemon Legendary thì bắt tạm em này cho đủ bộ sưu tập nhá. Rồi, bắt được em ấy rồi. Wow, và hình như xuất hiện thêm em Pokemon gì kìa, Gardevoir. Mình nhớ rồi, mình có một mối thù với em Pokemon này nè. Nghe đồn lúc trước bán hành cho mình đúng không? Đừng, em kia đừng khiêu chiến nha anh, để anh khiêu chiến em Pokemon này coi. Lúc trước dám bán hành cho mình hả? Giờ thì dạng Pokemon của mình đã thay đổi rồi nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho anti vào trận trước nè, để xem coi lần này liệu rằng mình có thể trả thù được hay không. Tấn công bằng lửa trước đi. Và em này hình như hệ tâm linh các bạn ơi. Wow, dùng lửa nhưng có thể gây cháy luôn nè. Hấp dẫn đấy anti ơi, cố lên em ơi. Chúng ta cần phải trả thù mối thù mà lúc trước chúng ta đã cay đắng trải qua. Và phun lửa thêm nè, bị cháy thì nó sẽ mất máu từ từ sau mỗi cái lượt tấn công á các bạn ơi, nên rất là lợi luôn. Và có vẻ là anti của mình sắp bị knock out rồi. Úi, vẫn chưa knock out. Wow, tấn công được thêm một khúc máu của Gardevoir luôn. Giờ thì tới Raikou nha nhá. Mình sẽ cho bộ ba thằng thú này chiến đấu trong ngày hôm nay. Tỏi con gà mái luôn. Và tấn công bằng kỹ năng Cross này thử xem. Liệu rằng gây được bao nhiêu sát thương đây? Ui, được một tẹo à. Nhưng mà không sao, vì sao gây được sát thương là khá là ok rồi. Em này cũng gác cấp á, nên mình cũng không thể trách em ấy được. À, đánh bại rồi. Này thì dám bán hành cho mình lúc trước ha, được một cái sao ta, cái đó là cái đâu rồi, viên đá mega của Gardevoir nè, một cái Lure Bon nè, ngọc ender luôn, khá là tốt đó. Ui, bây giờ trời gần sáng rồi kìa, để mình đi vài vòng xung quanh đây coi, mong rằng là sẽ xuất hiện Legendary nhá. Em X đâu không thấy mà mình lại thấy thêm em Pokemon huyền thoại mới nè, Cosmog. Ui, em này lạ vậy. Ui, em này đang lúc lắc nè, để mình sẽ thử bắt em này các bạn ơi. Một Legendary nữa, cũng có kích thước nhỏ nè. Mình sẽ cho em Scizor vào trước đây, tại vì mấy em nhỏ này thường mình sẽ ưu tiên cho Scizor nhé. Và em này chỉ mới 30 thôi. Hấp dẫn. Pawn Sweep liệu rằng có thể kéo về một máu. Được nè. Và em ấy chủ động lội xuống nước luôn, nên mình sẽ sử dụng Deep Bone để bắt em này nhá. Và bóng thứ hai thì mình đã bắt được em Cosmog rồi. Quá là dữ. Được cái nha, ở dưới còn có em Pokemon bọ cam nữa kìa. Nhưng mà cái em X trong bộ 3XYZ á thì mình vẫn chưa có gặp nữa. Tiếc nghe luôn. Mình cố gắng quyết tâm ở đây đến chiều coi em đó có chịu xuất hiện không nhá. Chứ đợi em ấy mòn mỏi rồi chưa thấy đâu hết trơn á. Mình lại gặp thêm một em Thunderous. Để xem nào, mình có nên farm này không ta? Mình nghĩ mình nên farm em Thunderous đi các bạn ơi. Một phần là để luyện thêm kinh nghiệm cho mấy Pokemon của mình á. Rồi hôm nay thì sẽ thử cho Gengar đấu với Thunderous xem coi có lại không nhá. Em Gengar của mình giờ tiến hóa Mega nè. Tấn công bằng kỹ năng hệ nào giờ ta? Hệ ma đi, hệ ma nhá. Thử bằng kỹ năng Shadow Punch thử xem liệu rằng khi tiến hóa Mega và tung cú đấm bóng tối thì gây được bao nhiêu sát thương cho Thunderous nào. Chuẩn bị đón nhận sức mạnh của Gengar đi Thunderous ơi. Đục một phát nè. Có chút xíu máu à. Không được nhiều trên lắm. Vậy thì kỹ năng hệ bóng tối thì sao? Lưu rằng hệ bóng tối thì cũng không khá là bao các bạn ơi. Có vẻ em dùng cái em Gengar này đánh với Thunderous thì không có lợi cho lắm á. Vậy thì mình sẽ thử cho Suicune xem. Ý mà khoan, hình như thôi rồi mình chọn hệ sai rồi. Em này hệ nước mà em kia hệ điện bị quánh chắc ngất xỉu luôn quá. Vậy thì ai fan đi, hy vọng là có thể làm cho cái Thunderous này đóng băng nhá. Đóng băng rồi kìa. Xong đời Thunderous rồi. Đóng băng được không? Yay, đóng băng được rồi. Và được một cái Electric Gem. Cái gem đó thì cũng không xịn cho lắm. Đằng kia có em trâu kìa. Nó trâu mới nhớ. Cũng khá là lâu rồi ha, mình chưa đưa cái em Pokemon trâu của mình vô á, Bouffalant. Khá là lâu rồi, để sắp tới có dịp mình sẽ đưa Bouffalant ra trận mới được á. Ôm lại kỷ niệm xưa các bạn ơi. Từng là một trong những Pokemon đắc lực của mình. Ok, đến bây giờ mình sẽ đi tìm thêm những cái chat trong lúc chờ đợi cho trời sập tối nhá. Rồi sau khi tiêu diệt Ampharos thì chúng ta sẽ nhận được một cái cánh cứng. Tuyệt vời các bạn ơi. Được đó nha. Cánh cứng mình có thể si cua được á. Không ngờ em ấy lại rơi ra cánh cứng luôn. Đằng kia thì có Tornadus hả? Tornadus cũng là một trong những Pokemon mà lúc trước á từ chối mình rất là nhiều luôn á. Giờ mình còn cảm thấy hơi cay nè. Được lắm Tornadus ơi. Đừng có chạy nha. Anh bắt xong Pokemon này anh quay qua anh đơm em liền. Em đợi đó đi. Rồi. Và Tornadus đằng kia đúng không? Hồi máu trước này hả? Đây rồi, đây rồi. Tornadus không biết mình có nên dùng Tornadus ra để đơm không ta? Mình cũng đang hơi phân vân á. Được, chắc đưa Tornadus vô chặn đi. Để coi coi anh bạn Tornadus mình nằm ở đâu ta. Hình như nằm ở góc bên đây nè. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, ok. Giờ thì trận chiến giữa Tornadus và Tornadus sắp diễn ra các bạn ơi. Các bạn sẽ chọn bên nào đây? Mình thì mình chọn Tornadus của mình đó. Khiêu chiến nè. 70 đánh với 83. Các bạn cũng hiểu rồi đó. Ai sẽ mạnh hơn biết liền. Tấn công thường trước đi. Ui, Tornadus tấn công thường không nghe được sát thương à. Không biết bên kia chịu nổi một cú đấm không ta. Mình sợ đấm mạnh quá bên kia ngất xỉu nữa thì toàn đó. Thử nha. Ui, đúng rồi, đấm phát nào phải chất lượng phát đấy chứ. Đúng là Tornadus của mình. Rồi, kể đến thì mình sẽ tiếp tục đấm cho em này tầm 3 hit nữa lại mấy sẽ ngất cho mà xem. Rồi, đấm thêm một hit nữa nè. Ui, còn kêu mưa nữa à. Hơi bị xịn đấy. Tornadus của mình còn biết kêu mưa nữa kìa các bạn ơi. Rồi, khi máu ra yếu thì chúng ta cùng nhau sử dụng một cái... em này thì mình nên sử dụng... Heavy Ball thì không hợp lý thì em này chắc không nặng tới 200kg đâu. Chắc mình nên dùng cái Ultra Ball đi các bạn ơi. Em này thì cũng kiểu chung chung á, nên dùng Ultra Ball chắc sẽ ok nè. Đánh từ lúc mặt trời hết tiết trên đầu, giờ mặt trời gần hết mọc lại rồi mà mới bắt được em Tornadus. Khổ thiệt luôn á. Nhưng mà công nhận em này lì thiệt á. Mình bắt cả đống bóng chứa Pokemon mới chịu được các bạn ơi. Mình sẽ heal cho em này một cái đã. Đây, hồi mở lên nè. Và em Tornadus này thì sẽ là hệ bay thôi. Và chắc em... Ui, em này chiếu cái kiến cho hình như trở thành Therion nữa nè. Dạng Therion á. Dạng này chắc mình cưỡi được. Hợp lý, hợp lý. Ở nhà mình vẫn còn cái kính đó các bạn ơi. Nên chắc một xíu về mình sẽ chiếu cho em ấy luôn. Em này thì mình đã bắt rồi nè. Phía xa xa đằng này có một cái Master Jet. Để mình sẽ bay lại đằng đó để kiểm tra coi cái Master Jet đó có gì nhá. Và canh lúc bình minh á thì mình sẽ qua cái khu vực gần gỗ sòi sẫm để mình coi coi có cái em Extra Mobile XTZ không nhá. Chứ mình chờ em đó mòn mỏi lắm rồi đó mà chưa có gặp. Rồi được một cái đĩa Fissure. Chưa biết rõ điểm sức mạnh. Nói cho thì qua bên kia canh thôi. Trời cũng đang mọc lại rồi đó. 6.5 hours later. Ở đây có cái hội quán nè. Ui, lại thêm một cái hội quán nữa ta. Có nên lượm huân chương gì không ta? Huy hiệu gì không ta? Mình nghĩ nên đó các bạn ơi. Không biết ai mình... À chắc bác này là boss rồi. Ôi, bác này là bác đang thi công nè. Được. Hôm nay mình sẽ sử dụng dạng Pokemon luôn nhá. Bộ 3 thần thú nè. Một em Tornadus mới bắt. Một em Mewtwo cũng như là em Scizor mình vừa nâng cấp lên nhá. Vừa tiến hóa lên. Rồi, mình đã đến hội quán Hage rồi các bạn ơi. Mewtwo, không NT chứ. NT sẽ là lựa chọn đầu tiên của mình. Tấn công bằng Lava Bloom. Wow. Ui, bên đây Rozon có khả năng hồi máu nè. Em của Pokemon này xịn á. Quýnh xong một phát còn hồi máu được nữa cơ. Xịn sò con bò đấy, nhưng mà rất tiếc chiều đốt của... Ui, ai là chơi đổi Pokemon như thế. Đổi chi cũng bị em NT của mình á quýnh nha cho bị phỏng à. Dám. Ui, cái em này giống chim cánh cụt vậy. Nhìn ngầu nha, chim cánh cụt phiên bản ngầu các bạn ơi. Rồi tấn công hit nữa nè và kết thúc em Ebolion rồi. Tiếp theo là em nào đây? Magneton. Ủa, em Pokemon. Ê, Pokemon 500 kìa. Nhưng mà hình như có vẻ cái hệ này mình đánh hơi bị mạnh luôn. Đánh một phát vô trọng luôn rồi các bạn ơi. Lại thêm một em Boleon nữa rồi. Đã nói là không có đánh lại. Đừng có kêu ra nữa. Đánh kêu em này ra là chả khác nào là... Hơi nghĩ sớm mà các bạn ơi. Không sao hết. Raikou sẽ thay thế NT ha. Lo gọn cái em Boleon này. Các bạn cứ yên tâm. Kỹ năng hệ bóng tối nè. Nhưng mà Raikou mình thấy tấn công không khỏe bằng anti cho lắm á. Hoặc là em này đang bị khắc hệ nên tấn công không được nhiều đam. Ui sợ liền. Ui có em Bastiodon kìa, em Pokemon hóa thạch đó các bạn ơi. Mình cũng có em Bastiodon á. Ui em đổ trâu thiệt á chứ. Mình quýnh không vô nổi sát thương luôn. Vậy thì thử kêu em Mewtwo ra xem, liệu rằng Mewtwo có thể đánh được em Bastiodon đó không nhá. Dùng tiệt kỹ Z luôn nè. Ui tiệt kỹ Z này chỉ búp lên thôi các bạn ơi. Nhưng mà đòn sao của mình chắc chắn sẽ rất là mạnh đây. Side Cut. Nó có chút xíu máu luôn. Em này khỏe ghê nha. Biết vậy mình đã luyện em Bastiodon sẵn luôn á, để hôm nay mình chiến đấu. Đây rồi các bạn ơi. Trong lúc mình sắp xếp lại đội hình thì mình đã gặp được em Sonis rồi. Hình như đây là em trong bộ ba XTZ nè. Cuối cùng thì cũng gặp được em ấy. Đây rồi. Hồi máu liền mà đưa cái em Scizor của mình vào trong thôi. Scizor đâu rồi. Mình sẽ tìm em ấy một cái đã. Giờ mình nhiều Pokemon quá. Đây. Em Scissor đây. Đứng sáng tạo vô trong nghỉ đi. Rồi khiêu chiến với em này liền. Cấp 70. Đây đi chính là Legendary đi rồi. Pawn Sweep nè. Kéo được bao nhiêu máu đây? Ui có một tí tẹo à. Chắc em này khỏe lắm. Vậy thôi mình sẽ sử dụng mấy kỹ năng mạnh đi. Đánh cho nó rỉa máu nhanh chứ đánh về chả khác nào gãi ngứa em đó đâu. Và em Scissor của mình khi tiếng nói Mega đã đánh cho Sonis thắp máu rồi. Giờ thì mình sẽ bắt đầu sử dụng cái Dust Ball để bắt em này nhé. Trời ở ngoài đang tối nè các bạn ơi. Dùng Dust Ball là hết sảy luôn đó. Mong rằng có thể bắt được em Sonis này dễ dàng. Một cái được luôn. No way. Không ngờ gặp xong bắt một phát một được luôn các bạn à. Như vậy thì bộ ba XYZ của mình đã hoàn thành rồi. Iverto. À không, sắp xếp cho XYZ luôn đi. Đây rồi Sonis nè, Iverto và Zigade. Hợp lý á nha. Rồi còn cái hội quán này thì mình cần phải nghiên cứu lại đội hình một xíu cái đã. Rồi mình sẽ thử đánh lại một lần nữa nha. Nãy giờ mình bị đánh gục 2-3 lần rồi đó. Tại vì mình chọn đội hình không hợp lý cho lắm á. Cuối cùng thì đội hình này đã giành được chiến thắng rồi các bạn ơi. Được một cái Mineral Patch, một cái huy hiệu của Miner. Sau bao nhiêu gian nan vất vả thì mình cũng đã có được cái huy hiệu mới rồi. Cất vô thôi các bạn ơi, cất vô trong nè. Vậy là mình đã có tổng cộng được 5 cái huy hiệu rồi. Thật là tuyệt vời. Nhưng mà đội hình của mình cũng bị thương rất là nặng nề luôn á. Mình đã thay đổi rất là nhiều để có thể đánh bại được cái hội quán này. Sắp tới mình sẽ cố gắng nghiên cứu nhiều đội hình khỏe hơn để khắc chế những cái chỗ hội quán nhá. Sau khi trở về nhà thì mình sẽ treo 3 cái bức hình mà mình chụp lúc nãy lên nhá. Của em Steelix nè, rồi của em Scissor, cái đến là em Houter nữa. Vậy là cái khung vật phẩm ở đây không đủ rồi. Trong thời gian giữa hai tập mình phải cố gắng kiểu như là chế tạo thêm mới được. Và rất tiếc là máy chụp hình này không có chụp hình được cái cô y tá. Nếu chụp hình được chắc mình cũng chụp cô rồi, xong mình treo lên đó. Vì cô y tá này giúp mình chữa thương cho rất nhiều Pokemon khác nhau luôn rồi á. Và trong ngày hôm nay thì mình đã rất là may mắn khi mà có được full bộ 3 XYZ rồi các bạn ơi. Có được em Sonis từ trong cái khu vực rừng gỗ sồi sẫm nè. Cho em Kyori của mình tiến hóa về dạng nguyên thủy nè. Bắt được thêm Tornadus để bầu bạn với Tornadus của mình. Ý, nhưng mà Tornadus để mình vô nhà mình lấy cây kính coi coi mình có thể cho em ấy về dạng Therion giống như em Tornadus không nhá. À đây nè. Rival Glass. Rồi sau đó mình sẽ triệu hồi Tornadus ra. Sau đó púp. Yay, Tornadus đã biến thành dạng Therion rồi các bạn ơi. Nó giờ đã có thể cho mình cưỡi rồi nè. Hình như biến thành một chú chim thì phải á. Đó, được chưa kìa. Lì thì lì nhưng mà giờ cũng đã thành thú cưỡi của mình rồi đó nghe. Có thể thoải mái thay đổi với hai anh dạng nữa. Nhưng mà mình nghĩ nên cho anh dạng này đi các bạn ơi. Như vậy sẽ đẹp hơn. Rồi khi biến hình thì cho kiểu ảnh luôn nè. Quá là ok, còn đời gì nữa. Treo lên đường thôi nào. Treo ngay đây đi nhá. Rồi và sắp tới mình phải kiếm thêm thiệt là nhiều cái da bò rồi mình treo khắp cái nhà của chị tá luôn. Cho nhà chị ấy thiệt là đẹp. Và cuối cùng á là mình cũng đã bắt thêm được một em Uxie, là một trong 3 Pokemon trong bộ ba ô hồ nè, và một em Cosmog nữa. Em này là hệ tâm linh đó các bạn ơi. Để trong thời gian hai tập mình sẽ thử train em này cũng như là em Uxie cho lên level cao cao một xí nha. Và trong thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng tìm thêm thiệt là nhiều Pokemon xịn nữa ở nhiều cái vùng đất khác nhau để chúng ta có thật là nhiều Pokemon hùng mạnh nha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.